Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My xác nhận đang hẹn hò. Tối ngày 15 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân, Đoàn Văn Hậu bất ngờ đăng tải loạt ảnh tình tứ bên người tình tin đồn Doãn Hải My. Nam cầu hổ đội tuyển Việt Nam gắn tên Facebook người đẹp như một động thái nhằm khẳng định chủ quyền. Bên dưới bài đăng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng có phản hồi. Ok bạn. Bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác từ dân mạng. Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng và hàng loạt sao Việt đồng loạt có bình luận chúc mừng cặp đôi. Đây là lần đầu tiên cầu hữu gốc Thái Bình công khai ảnh nửa kia trên trang cá nhân. Hiện tại, anh chưa phản hồi bất cứ bình luận nào của bài đăng. Trong khi đó, phía Doãn Hải My xác nhận Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là người yêu của nhau. Quản lý của Doãn Hải My chia sẻ như sau: Văn Hậu và Hải My quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, sau thời điểm Hải My thi Hoa hậu năm 2020 mấy tháng, cả hai mới chính thức tìm hiểu và hôm nay chính thức công khai mối quan hệ. Khi hỏi về tin đồn Văn Hậu Hải My kết hôn đang rầm rộ trên mạng xã hội nhiều ngày qua, phía bạn gái của nam cầu hữu sinh năm 1999 phủ nhận và cho biết Hải My là một cô gái chín chắn, độc lập và rất quan trọng việc học tập cũng như sự nghiệp riêng. Hiện tại, My đang còn là sinh viên năm cuối Trường Đại học luật Hà Nội và là đại diện của Hội sinh viên luật châu Á tại Hà Nội. Đó vừa là trọng trách, cũng là động lực để My phát triển nhiều hơn. Nói thật, My cũng đã từng từ chối 3 phim điện ảnh vai chính để tập trung vào việc học. Hơn nữa, cả My và Hậu đều còn rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão dự định riêng, nên chuyện đám cưới ở hiện tại là chưa. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là một trong những cặp đôi cầu hữu người đẹp được đông đảo người hâm mộ yêu mến nhờ ngoại hình xứng đôi vừa lứa và tài năng. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2020 khi liên tục úp mở những hình ảnh liên quan đến đối phương, bắt gặp khi đang thân thiết với nhau ở các sự kiện lớn nhỏ.